Bánh này bỏ vô. Ngon liền, ngon liền. Thơm thơm. Covid cô đi nhanh đi. Cô đi qua đi để để cho bao người bớt đau bớt khổ. Covid. Ngon rồi đó, ngon rồi đó. Vô là xuống cơm lại là xử thôi. Rồi. Rồi chất lượng luôn. Vô xử ha. Vô. À. Nửa tay bố, gạo ngon gì thế giới. Nói chứ, nói chứ không biết nữa. Nhưng mà nó dẻo ăn cũng được không mọi người. Thường là ăn hết tay 25. Ăn với này. Siêu ngon luôn. Ủa dẻo ha, gắp miếng ha. Ôi, ôi, ôi trứng nè, nó hòa với lại chấm vô nữa. Mà thở quá nè. Wow, chấm vô nhiễu nhiễu tồi. Kênh Chí Tiền Dừa này. Thì hôm nay chúng ta sẽ ăn một món gọi là trước mặt mọi người là trái khổ quà, ăn cho cái khổ quà cho hết dịch cho rồi, dịch chặt lâu quá rồi, lâu quá không ăn món này. Khổ quà làm gì thì mọi người coi tiếp nha. Giờ tiếp tục sắc khổ quà đây. Rồi sau một hồi gian tung sắc từng cái thì đã sắc ra được cái khổ quà như thế này rồi. Đó. Rồi trong thời gian đó thì chúng ta bắt vào một chậu nước lên ha. Để chúng ta trộn khổ quà, sơ quà. Cái này là để giúp cho mình giảm đắng của cái vị đắng của khổ quà đi á. Còn nếu mà ai mà ăn được đắng á, thì mình để luôn cũng được không sao ha. Còn thầy bỏ qua bước này à, đa phần là sẽ hết ăn vị đắng. Nhưng mà đắng quá ăn cũng không nổi đâu. Trụng bớt đi. Cho đừng có. Rồi mình sẽ đặt trứng bao giờ. Bây giờ trong cái tô qua trong rồi dớt ra lấy cái bỏ nước. Còn không ai muốn ăn nước thì để vô giống như ăn con bún lột nữa. Vô muốn luộc uống nước, con này là khổ quà luộc uống nước cho nó bổ. Bỏ miếng hạt nêm vô, nêm nếm vô. Đợi mắm tay đầu mặn ngọt nếm nếm vô. Hành đánh lên. Tiêu điện quá chít chít chít. Mình ăn bánh đà thì mình cho nhiều vô, mình ăn vừa thì mình cho vừa, tùy khẩu vị thôi. Trời. Rồi chắc nước ra, đổ ngâm vô nước.
cho xanh lại nha. Đây, nghe mùi thơm của quà đó. Thì sau khi mà luộc con hàu thì chúng ta đổ nước ra. Đổ củ qua vô một cái thau nước cho nó xanh lại. Rồi chảo thì giờ chúng ta sẽ đổ cho ít dầu vô. Lên 1, 2, 3 vô. Vô đầu bếp. Học theo vô đầu bếp. Xào lên. Một cực kỳ đơn giản. Đây, để vô đầu bếp ra tay. Để vô đầu ăn ra tay nè. Chúng ta sẽ dùng chiều hắt cái chảo. Mày vô, mày vô. Coi tôi tổ tài nha, coi tí tiên dừa tổ tài nè. Húi, húi, húi. Ui, không được rồi, không được, không được. Không xong rồi, lấy đũa thôi. Chờ gì chờ, thấy nghề mạnh chưa. Rồi xò qua xò lại đi ha. Xò lại xò qua xò lại xò qua xò lại xò lại xò qua. Đó, hay là rồi đó. Để cho nó trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ làm nước tương luôn ha. Để chúng ta chưa xuống cái là chúng ta xử liền. Giờ trở lại xào tiếp nè. Để tỏi, ớt nè, một chấm. Tỏi, ớt, đường. Bỏ nước tương vô. Rồi ta sẽ xào ha, xuống là ăn liền ha. Đây là chúng ta là khổ qua xào hột vịt, cho cái khổ nó lọt qua hột vịt đi, nó đi luôn. Lâu quá không thấy được cái hột vịt lộn luôn. Giờ có trứng hột vịt ăn là mừng rồi, không mong trứng hột vịt lộn nữa. Khổ qua này cũng phải đi mua ở một cái bà gọi là bán rau, gọi là vip nhất cái xã này, bao hết thị trường luôn. Chị ấy chỉ bao hết thị trường, thì kêu là chỉ không có, không ai, không ai có hết. Nhưng mà tức cái vừa mua xong cái vừa ra cái là thấy chiếc xe mà gà. thấy chiếc xe tập quá. Ủa xe gì ta, xe đó là xe bán lưu động á, xe thuộc dạng như người ta đi khắp nơi á, người ta bán teo bịch bịch khổ qua luôn. Tao còn bịch 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 bịch. Thấy mình tức học cái máu, học máu luôn. Câu chuyện mua khổ qua. Rồi thời gian xào xào thì nước tương cũng đã lên. Chúng ta vô xù bỏ xuống cái là chúng ta vào vô chúng ta xử liền. 1, 2, 3 vô. Rồi thơm ngon, nhanh gọn lẹ. Đây nước chấm. Rồi đánh này bỏ vô. Ngon liền, ngon liền. Thơm thơm. Nhiều hũ qua hơn á. Thì cũng được. Có cái bài, có cái bài hát cho bài khổ qua, bài thơ nữa, có bài thơ. Anh đi anh nhớ quê nhà, ô lỡ nhớ canh khổ qua, nhớ vàng hiền lý, còn ông bổ. Thì quên rồi. Bài có bài ca khổ qua mà. Bài thơ là lộn rồi, bài có bài hát về khổ qua. Thôi để mình tự sáng chế hình bài hát cô biết khổ qua đi. Cô biết cô đi nhanh đi, cô đi qua đi để để cho bao người bớt đau bớt khổ. Cô biết.
Lên ngon rồi đó, ngon rồi đó. Vô là xuống cơm lại là lịch sử thôi, một cách ngon lành với nồi khổ qua, hột vịt xào khổ qua cho nó lọt đi đi cu vi đi đi. Rồi, chất lượng luôn. Vô sử ha, vô nước tương ớt. Rồi, nhập tiệc. Chúng ta sẽ dọn xuống và xới cơm rồi ha. Cơm dẻo rồi ha. Rồi ít tay 24, hôm nay hết được ăn ít tay 25 mà giao hàng không tới. Phải ra siêu thị mua ít tay 24, gạo ngon gì thế giới. nói chứ không biết nữa. Nhưng mà nó dẻo ăn cũng được không mọi người. Thường là ăn hết tay 25. Ăn với này. Siêu ngon luôn. Ủa dẻo không? Gắp miếng ha. Ôi trứng nè, nó hòa với lại chấm vô nước mà thử coi nè. Chấm vô nhiễu nhiễu đau quá mới được ăn, không có đang quá đắng. Tại vì nãy trộm nước không quá đắng, nó hòa quyện cái vị khổ qua với lại vô cái hộp vịt á. Hộp vịt này dưới quê không gỡ lên nè, ngon. Hộp vịt tới đây ăn ớt cay, gấp thêm miếng ớt nữa nè. Ăn cay gấp thêm miếng ớt nữa, chan hòa vô được cái sau mình gấp rồi không cái rồi. Ngon nóng mà vừa đã nè, bốc khói. Chấm nước rồi. Đưa lên à. Cũng ớt rồi đó. Cơm dẻo. Ngon quá. Tàu quá được ăn. Ngon quá. Thôi. Bà cái này dùng bữa nha. Nhà ngồi coi mình ăn hoài. Cũng kỳ. Xin chào hẹn lại mọi người video sau nha. Sau mình sẽ làm thêm nhiều món ăn nữa, mọi người muốn làm món ăn gì cứ comment dưới để mình làm cho mọi người ăn. Ăn cá. Like, đăng ký subscribe kênh, bye bye.